Chào cô Việt Hương, chào anh Trấn Thành. Chào cô Việt Hương, chào anh Trấn Thành là thấy sai sai. Nhiêu tuổi con? Dạ năm nay con 14. Còn con này? Dạ con 13. À hai con khoan, là khoan, bạn bè. Khoan. Chào má. Quen. Ây trời ơi. Đừng nói gì với chị hết trơn, để chị hỏi tiếp. Quen là tự nhận bà con đi. 14 thi hay 13 thi? Dạ hai thằng thi. Có gì vậy? Có gì nè, hai thằng tên gì? Dạ con tên Quy, thằng này tên Kiệt. Được luôn. Thì luôn nha. Hai em có chuẩn bị gì không? Dạ xong rồi phải không? Dạ. 60 giây thời gian bắt đầu. Hít trời ơi đi học. Quẹo ê quá rồi kìa. Trời ơi tại sao mày không về đường này, mày biết đi đường này là xa lắm không? Đường đó cấm ô tô. Mày đang đi xe đạp mà. Tương lai tao đi ô tô. Bây giờ mày đang đi xe đạp. Ngay từ nhỏ tao đã có một ý thức, đó chính là sống phải có mục đích. Mục đích của tao từ 2 tuổi lên 3 tuổi là phải mua được đèn ô tô. Từ năm 3 tuổi lên 4 tuổi phải mua được bánh xe ô tô. Từ 4 tuổi lên 5 tuổi phải mua được vô lăng ô tô. Từ 5 tuổi bây giờ mày bao nhiêu tuổi? 14 tuổi. Mày vẫn chưa có bộ phận xe ô tô nào hết. Nhưng tao có ý thức đi ô tô. Những đoạn đường cấm ô tô tao đều không bao giờ đi. Trời ơi. Mày làm gì vậy? Mục đích của tao bây giờ không còn là mua ô tô. Vậy cuối cùng Hồ biết đem lại gì? Dạ mua xe đạp. Tại mất cái chiếc xe đạp đó. Không quên. Chịu hai thằng bay rồi đó nha. Mà diễn làm ơn canh giờ nha. Hên là nói kịp cái câu cuối cho tôi lo cho mấy bạn ghê á. Bây giờ hai em đang có trong tay là 2 triệu đồng. Vòng sau sẽ còn căng thẳng hơn. Và vẫn là thời gian 60 giây. Nhưng giải thưởng là 10 triệu. Hai bạn đáng yêu lắm. Đây là những cái câu chuyện về tuổi học sinh. Như cái từ tôi dùng là sạch sẽ, dễ thương. Thì tôi hy vọng là các bạn phát huy cái trường phái hài này. Có cái gì hay hơn nữa hay không? Dạ. Các bạn hãy được quyền hội ý. Bây giờ ý kiến của hai em là mình sẽ tiếp tục chinh phục giải thưởng 10 triệu hay ngừng lại ở 2 triệu và ra về? Dạ là... đi tiếp. Rồi, đi tiếp. Cố gắng lên nha. 60 giây của hai em bắt đầu. Huy. Mày đi khùng hả? Không, tao đang suy nghĩ. Chuyện gì? Không có gì. Không có gì là sao? Nó nói là không có gì mà. Không có gì là sao? Mày phải nói tao nghe tao mới biết chứ. Tao đã... Thôi, mày làm cái gì vậy? Thì... tao đang thích nhỏ kia á. Trời như nào vậy? Đẹp lắm mày. Mới chuyển tới gần nhà tao á. Sao nhỏ đó làm sao? Kể cho nghe. Da trắng như bông bưởi. Răng trắng như bông lại. Wow. Mặt trắng như bông quệ. Xinh à. Tóc trắng như bông gọn. Nội mày hả? Không. Chúc mừng hai em. Cả hai danh hài đã cười. Và các em đã có giải thưởng là 10 triệu đồng. Cái câu mày vui. Tao trắng bông gòn chỉ có nội mày thôi. Còn bây giờ tụi con có 10 triệu đồng. Bây giờ tụi con còn kịch bản nào khác không? Là chơi tiếp luôn, giải thưởng 20 triệu luôn đó. Trời em nhanh xìm xầm. Anh thắng là đi tiếp, em thua, em thắng là mình đi về. 1, 2, 3, vô. Lại xíu, từ căng thẳng. 1, 2, 3, vô. 3, 2, 1, vô. Đi tiếp rồi. Hai đứa này lên sân khấu thi chuyên nghiệp mà làm dưới nhà làm gì mà tôi xíu xăm. Cái vụ rồi em thắng anh về em thua ở lỡ cái gì hết trời. Mà dễ thương, tôi nói tôi thích các bạn từ cái con người của các bạn, từ cái cách các bạn bước lên sân khấu, từ cái cách các bạn ăn mặc hai bộ đồ học sinh, rồi từ cái cách các bạn diễn đạt. Các bạn cho tôi thấy các bạn là những cái tâm hồn rất là trong sáng. 10 triệu này lớn lắm á, mà tụi con chỉ để cho một cái xỉn xầm thôi. Hở thắng hay chơi tiếp, tôi đi về. 10 triệu không quan tâm là có làm cho cô chú cười hay không. Bây giờ ý kiến hai em nãy xỉm xầm là em kia thắng, là tức là tụi em phải chơi tiếp, hay là tụi em ngừng lại, hay là xỉm lại hôn. hai thí sinh Công Huy và Chí Kiệt sẽ đi tiếp hay dừng lại? Mời quý vị theo dõi sau ít phút nữa. Dạ, chơi luôn. Chơi tiếp. Rồi chưa, mừng chưa? Dạ. Sẵn sàng nha, cố gắng 60 giây và 20 triệu. Thời gian bắt đầu. Anh Tèo ơi, anh Tèo, mày làm cái gì mày bám theo tao hoài vậy? Em đói. Sáng tao chia mày nửa bánh mì rồi mà. Em còn đói. Thì kệ mày, mà mày bỏ ngay cái bản mặt đó với tao đi nha. Mặt dày có gì đâu bỏ. Mẹ em nói á, phải làm mặt dày nè, người ta thương thì người ta mới cho. Cho nên á, mẹ em không cần phải lo. Mặc đồ vậy mày ra đường được á hả? Cái mặt liên quan tới bộ đồ. Này mày coi nè, 1 lỗ, 2 lỗ, 3 lỗ, 4, 5, 6, 7 lỗ. Ủa cái gì kỳ vậy? Ủa, đâu mất tiêu 2 lỗ rồi. Mày biết khùng á, 2 lỗ của mày sao tao giấu? À, 8, 9 đủ rồi. Bởi vậy tao nói má mày không có lời cho mày á, suốt ngày chỉ biết múa quạt thôi à. 7. Như vậy là 7. Má em không có biết múa, má em chỉ biết kinh doanh trà đá bánh xe không à. Anh Huy ơi, xin má Thành 3.000 về gửi xe đi. Không cười thôi. Vinh Hài chúng ta lại nở nụ cười ở giây cuối cùng. Sao tự nhiên nó chuyển tôi thành má Thành? Tôi ngồi tôi nghiệm một hồi tôi thấy mắc cười, nó lãng gian tự nhiên biết không? Nói lại câu cuối thôi. Xin má Thành 3.000 giữ xe đi, không cười kìa. Là hồi nãy tụi con đi thi, tụi con có gửi cái xe này 3.000 hả? Dạ không có, tụi con. Dạ không, cái đó với cú chó. Dạ miếng bí quá, quăng miếng đó. Miếng bí. Mà nó hại tôi một cách ngọt ngào, mà tôi thấy bình thường tôi trôi qua cái lát tôi nghiệm lại. Ủa má mà ta, ôi sao mình lên má hồi nào? Duyên. Hồi nãy đang rất là đẹp, lung linh lấp lánh, dễ thương, mảng miếng đâu ra đó. Tự nhiên diễn cái tuồng này, cô Hương không có cười hết. Tuần này là vậy nè, tại vì nó chưa có đủ đô thôi, hiểu không? Thì nói chung làm vài lần thì cũng có một lần trật ha. Nhưng mà anh Thành vẫn đúng cái điều anh nghĩ từ đầu, đó là tụi em, anh thích cái phong cách của tụi em. Cái thứ nhất là tụi em sở hữu 2 cái gương mặt rất là điển trai, 2 cái body vạm vỡ ha, không? Thịt thà được đầy đủ ha. Cái thứ ba là tụi em có tài từ tiếng nói sân khấu rất là tốt. Giọng tụi em vang sáng rõ ràng, nói không có bị liệu, nói không có bị nuốt chữ. Và cái thứ tư là thái độ tụi em diễn á, nó ra lắm, nó điện ảnh, nó không có bị sân khấu, nó không có bị kịch quá, nó rất là điện ảnh, nó rất là đời. Và điều quan trọng nữa, 2 tụi con đang có nữa, đó là tụi con có tới 20 triệu đồng. Tụi con ơi, 20 triệu đồng đó có xỉm xầm tiếp không? Hai em cứ suy nghĩ. Mà có đủ đồ chơi thì hẳn chơi. 20 triệu. Nhưng vẫn khuyến khích đúng không chị? 20 triệu. Rất là mê tụi em vào đây. Và quyết định của hai em là dạ. Xin ngưng tại đây. Ngưng cuộc chơi. Anh cũng nghĩ như vậy. Đôi khi trong một cuộc thi cứ không phải là đến cái đích cuối cùng, cái vạch cuối cùng thì mới là thành công. Cái người thành công là cái người biết dừng lại đúng lúc. Rồi xin mời Vinh Hài, Trấn Thành và chúc mừng hai em đã đạt giải thưởng 20 triệu. Chúc mừng tụi em. Cảm giác giờ cũng vui quá anh Huy ha. Ừ, vui không tả nổi luôn. Không biết, tại vì nãy em thấy mình cũng không tới nên em mới nghĩ chứ. Đáng là em nghĩ nên lấy 40 triệu anh Huy nhỉ? Ừ đúng rồi, mà thôi kệ, vậy được rồi. Và xin mời